Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải Nội dung trong video này mình sẽ chia sẻ thông tin về dự án DB Network cho các bạn Thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu DB Network là gì Và có nên khai thác DB Network ở thời điểm hiện tại hay là không nha các bạn thì uh, DB Network là một dự án đào coi miễn phí cho điện thoại uh, và chúng ta có thể uh, bấm sau 24 giờ chúng ta vào bấm khai thác một lần giống như những cái dự án như là IC Network nè hoặc là dự án uh, B Network này các bạn đây ở chữ có chữ Star Mining nè thì các bạn cứ 24 giờ chúng ta vào bấm khai thác một lần khi mà các bạn bấm là cái số nó chạy nè và cái đồng hồ nó chạy nè như vậy là chúng ta đã bấm khai thác nha các bạn rất là đơn giản nha rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái thông tin về lộ trình cũng như là cái tổng cung của dự án DB à, Network nha các bạn. Rồi và đây là trên Twitter của dự án nè các bạn nào, Chỉ mới cho ra mắt khai thác khoảng 2-3 ngày nay thôi các bạn. Nhưng mà hiện tại trên Twitter đã có tới 64.000 người theo dõi nha. Thì đây là một con số uh, cộng đồng phát triển khá là nhanh nha các bạn. Rồi đây là khái niệm của nó nè các bạn nè. Đó là mạng DB là gì nè. À, DB Network là lực lượng tiên phong à, trong hệ sinh thái Web3 tập trung vào cái việc mà khai thác đơn vị à, lưu trữ dữ liệu lớn nhất à, được biết đến. DB như là một biểu tượng cho khả năng xử lý dữ liệu mở rộng của nó. Mục đích của nó là dân chủ hóa quyền truy cập vào công nghệ blockchain nè cung cấp điểm đầu vào là không chi phí nè không rủi ro và không kỹ năng để mà khai thác trực tuyến miễn phí tức là chúng ta khai thác miễn phí cho điện thoại đó nó không có rủi ro gì nha các bạn và đặc biệt là nó cũng không hề có quảng cáo cho đến thời điểm hiện tại nha rồi và đây là cái lộ trình của dự án DB Network nha các bạn. Thì cái này là những cái trải qua rồi nè, như là tạo sách trắng nè, ứng dụng cơ sở dữ liệu nè, rồi ra bắt trang web và mạng xã hội là nó đã trải qua rồi, rồi giai đoạn tiếp theo là khi mà nó đạt một triệu người dùng nè nó sẽ nâng cấp trang web chính thức là ra mắt DBNT nè rồi ra mắt phiên bản đa ngôn ngữ nâng cấp đó là cấp độ đội nè nâng cấp giao diện người dùng ứng dụng nè cái này là khi đạt một triệu người dùng nha các bạn rồi kế tiếp là khi nó đạt 2 triệu người dùng nó sẽ ra mắt KC nè mạng thử nghiệm nội bộ nè rồi ra mắt trò chơi B2O nè rồi đặt cược DB nè ra mắt DB Down nha các bạn đấy khi là đạt 2 triệu là nó sẽ mở KC nè các bạn nè rồi kế tiếp là khi mà đạt 4 triệu người dùng nó sẽ ra mắt mạng thử nghiệm DBnet thử nghiệm đó là cầu đa chuỗi nè rồi tiếp theo là lưu hành đa chuỗi và kế tiếp đó là khởi động hoạt động của DB nè rồi ra mắt đầu tư DB nè và khi mà nó đạt uh, 10 triệu người dùng á thì nó sẽ ra mắt mạng chính luôn nha các bạn tức là mở mạng chính mainnet đó các bạn ra mắt mạng chính db mainnet nè rồi uh, ra mắt sàn giao dịch dex nè rồi uh, uh, đó là khởi chạy mạng mở nè đấy ra mắt thị trường NFT nè, nói chung khi nó đạt 10 triệu người dùng thì nó sẽ ra mắt mạng mở nha các bạn, à, khi đạt 2 triệu người dùng thì nó sẽ tiến hành cai xe, thì cái thằng DB này nó không có một cái thời gian móc thời gian cụ thể nha, à, khi mà nó đạt đến cái số lượng người dùng như thế nào đó thì nó sẽ mở nha các bạn, đây này ví dụ như 10 triệu là nó sẽ mở hàng chính nè, còn à, phía bên trên nè. À, đấy là 2 triệu là nó sẽ tiến hành KYC nè và khi đạt 4 triệu là nó ra mắt mạng thử nghiệm nha các bạn đấy chứ nó không có một thời gian ngày giờ cụ thể nha à, tất cả những cái lộ trình của nó đều phụ thuộc vào cộng đồng nha các bạn rồi và tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với cái tổng cung lưu hành cũng như là cái sơ đồ phân bổ của nó nha các bạn token omic nha rồi thì cái tổng công lưu hành của cái đồng DB nè là 1.000 tỷ cái mã thông báo DB nha các bạn Một con số cũng tương đối lớn nha Nhưng mà nó có cơ chế đốt nha các bạn cho nên cái 1.000 tỷ này trong tương lai nó sẽ giảm nha Rồi tiếp theo đó là nó phân bổ nhóm cốt lỗi nè là 20% nắm giữ nè Rồi người khai thác cái miễn phí nè là chúng ta khai thác miễn phí trên điện thoại nè các bạn nè Đó là 60% nha Rồi tiếp theo là tổ chức cộng đồng và xây dựng hệ sinh thái là 10% nắm giữ nè rồi kế tiếp là nhóm thanh khoản là 10% nha. Thì à, các bạn biết đơn giản là chúng ta khai thác miễn phí nè, cộng đồng là 60%, nhóm cốt lỗi là 20%, đấy. Rồi nó có cơ chế mà suy giảm chức năng khai thác này, tức là giảm tốc độ khai thác đó các bạn. À, đó là khi mà à, hiện tại chúng ta khai thác tốc độ cơ bản là 10.24 cái đồng DB trên 1 giờ và khi mà nó đạt 1 triệu người dùng là nó sẽ giảm 50% tốc độ khai thác nha các bạn ví dụ là đạt một triệu người dùng nó giảm nè rồi 2 triệu người dùng nó giảm 50 phần trăm nè rồi khi mà đạt 30 triệu 3 triệu người dùng nó sẽ giảm tiếp 50 trăm nè 4 triệu người dùng nó sẽ giảm tiếp 50 phần trăm nè Nói chung là cứ đạt một triệu cộng thêm một triệu người dùng nó nó sẽ giảm 50 phần trăm nha rồi tiếp theo là cơ chế là à, cơ chế ghi db nè tức là cơ chế đốt đó các bạn đây nè thông tin chi tiết về chiến lược đốt cháy sẽ được phát triển để phù hợp với mục tiêu nè tức là hiện tại nó chưa có một cái cơ chế nha sau này trong tương lai nó sẽ uh, thông tin về cái cơ chế đốt cho chúng ta nhưng mà nó có cái cơ chế đốt nha các bạn rồi uh, thì uh, cái mạng uh, DB nè DB Network nó sẽ chọn uh, Binance Smart Chain nè uh, là một cái chiến lược là làm nền tảng nha các bạn đấy nó chạy trên mạng uh, Binance Smart Chain nha rồi và đây là cái ứng dụng khai thác của chúng ta nha các bạn. Thì bạn nào mà chưa tải, chưa đăng ký về dự án của chúng ta, thì mình sẽ để cái đường link bên dưới phần bình luận nha các bạn có thể link vào. Và khi mà các bạn đăng ký là các bạn nhập cái mã mời của mình để được cộng 500 cái đồng DB nha bạn. À rồi dự án của chúng ta thì cứ sau 24 giờ các bạn mà bấm khai thác một lần nha bạn. Hiện tại tốc độ khai thác cơ bản của nó là à, hơn 10 cái đồng DB trên một giờ đó. Các bạn tranh thủ khai thác sớm để được tốc độ cao nha. Khi đạt một triệu người dùng nó sẽ giảm tốc độ khai thác 50% nha các bạn. Rồi để mà mời bạn bè các bạn bấm vào đây để mà mời bạn bè nha. Thì uh, bạn bè có hai cấp các bạn. Bạn bè cấp 1 các bạn sẽ nhận được 25% tốc độ khai thác. Bạn bè cấp 2 các bạn sẽ nhận được 5% tốc độ khai thác của bạn bè nha. Bên dưới là cái mã code cái để các bạn đi mời bạn bè nè. Và đây là cái mã code của mình nha. 759299. Khi mà các bạn đăng ký tài khoản thì các bạn nhớ nhập cái mã code của mình để được cộng 500 cái đồng DB nha. Còn mình dưới là cái đường link các bạn có thể copy để đi xe cho bạn bè người thân để mà đăng ký khai thác dự án DB nha các bạn. Rồi ở đây chúng ta có cái phần home là home là trang chủ nè. Rồi tiếp theo là cái phần team nè. Thì cái phần team này nó sẽ hiện ra à, đó là bạn bè của chúng ta, bạn bè level 1 nó nằm ở đây, bạn bè level 2 thì nó nằm ở đây nha các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta bấm vào cái phần role line. thì cái phần role là cái phần trang cá nhân của các bạn. Ở đây các bạn có thể thay đổi đó là anh đại diện trang cá nhân nè. Đấy, rồi à, những cái thông tin về thay đổi username của các bạn nha. Rồi nói chung dự án của chúng ta hiện tại cũng chưa có cái gì đặc biệt các bạn, tại vì nó cũng mới ra mắt khoảng đó, đó là 2 3 ngày nay thôi là mình giới thiệu đến các bạn luôn để cho các bạn vào khai thác sớm để được khai thác với tốc độ cao nha. Và đặc biệt là dự án của chúng ta không hề có quảng cáo nha các bạn. Nó cũng giống như dự án đó là IC Network đó các bạn, nó cũng không hề có quảng cáo nha nhưng mà theo cá nhân mình đánh giá thì dự án này nó có cái tổng cung khá là lớn nha các bạn lên tới một nghìn, nghìn tỷ cái đồng db và lộ trình của nó thì không có một con số cụ thể nó chỉ có con số về cái mốc mà số người tham gia nha các bạn khi mà nó đạt 10 triệu người dùng nó sẽ mở mạng chính và khi mà nó đạt 2 triệu người dùng nó sẽ mở đó là kc và khi mà nó đạt 4 triệu người dùng nó sẽ mở mạng thử nghiệm nha các bạn và chúng ta thì không thể nào biết được cái con số cộng đồng này nó phát triển nhanh hay chậm. Cho nên công việc của chúng ta hiện tại là cứ việc đăng ký khai thác càng sớm càng tốt nha các bạn. Và video hướng dẫn cũng như là đường link giới thiệu mình đã để bên dưới phòng bình luận rồi nha các bạn. Các bạn có thể đứt vào để mà đăng ký khai thác càng sớm càng tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.